Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Phê Phim. Tớ là Sương Mai và đây là chuyên mục phê tình cảm. Ngày hôm nay, tớ muốn chia sẻ với các bạn những suy nghĩ về một trong những câu chuyện tình yêu say dứt nhất trên màn ảnh đối với cá nhân tớ. Đó là Brokeback Mountain, kể về tình yêu bí mật kéo dài suốt gần 20 năm giữa hai chàng cao bồi tình cờ cùng nhận một công việc chăn cừu trên ngọn núi Brokeback. Để rồi, nơi ấy trở thành nhân chứng duy nhất cho mối quan hệ nhiều năm của họ, đồng thời cũng là nơi ôm ấp, giữ gìn, bao bọc tình yêu mà họ đã dành cho nhau. Video này chắc chắn sẽ hé lộ nhiều nội dung của phim, nên bạn nào chưa xem phim thì hãy thưởng thức Brokeback Mountain rồi quay trở lại với chúng tớ nhé. Còn nếu bạn đã sẵn sàng thì chúng ta cùng bắt đầu thôi. Nếu để chọn một cụm từ nói khái quát về mối quan hệ giữa hai người đàn ông ấy, tớ sẽ mô tả là một mối quan hệ trong bí mật hoặc một tình yêu chỉ trong bóng tối. Tại sao yếu tố này lại quan trọng? Bởi bạn biết đó, bí mật luôn đi kèm với những sự tổn thương, vì bí mật là không rõ ràng, là thiếu quyết đoán, là rất nhiều nỗi sợ. Khi bạn ở trong bóng tối, bạn sẽ không bao giờ là ưu tiên của người còn lại. Khi bạn không được công nhận, bạn sẽ luôn cảm thấy bất an và thiếu thốn. Khi bạn chỉ là một cái tên trong hư vô, bạn sẽ có thể mất đối phương bất cứ lúc nào. Thế nhưng, đâu phải ai trong số chúng ta cũng đủ dũng khí để theo đuổi tình yêu thật sự của đời mình. Có những nơi trốn ta không thể quay về, có những lời nói dối ta buộc phải lựa chọn, và có những sự thật ta không thể chối bỏ. Đó là ba câu có thể khái quát ngắn gọn về chủ đề của chuyện tình sau núi, bắt đầu bằng thời điểm họ tìm thấy tình yêu, vào lúc mà họ không ngờ đến nhất. Có những nơi trốn ta không thể quay về vì ta không đủ dũng cảm đối diện với nỗi buồn ta đặt lại nơi ấy. Ta sợ rằng những ký ức ấy sẽ ám ảnh bản thân, khiến ta mềm lòng trước những điều ta đang cố trốn tránh. Có những lời nói dối ta buộc phải nói ra vì ta không đủ dũng khí sống đúng với sự thật. Ta không có sự lựa chọn khác cho bản thân. Mỗi một quyết định đều bị tác động bởi nhiều ngoại cảnh. Tuy nhiên, sự thật thì vẫn là sự thật, dù nó có được đưa ra ngoài ánh sáng hay không. Brokeback Mountain kể về câu chuyện của Innis và Jack, hai người cao bồi có nhiều điểm tương đồng về hoàn cảnh. Đều sống xa bố mẹ từ bé, không người thân thích và phải ra ngoài xã hội lao động để tự nuôi sống bản thân. Năm 1963, cả hai nhận công việc chăn cừu tại Wyoming và cùng nhau trải qua mùa đông lạnh lẽo ở nơi này. Quả thực, xét một cách khách quan, Innis và Jack được đặt vào một tình huống rất dễ nảy sinh tình cảm. Họ ở trên một ngọn núi tách biệt hoàn toàn với cộng đồng. Thời tiết thì buốt giá, khiến con người càng thêm cô đơn và yếu đuối. Họ không tiếp xúc với ai khác ngoài người còn lại. Thế nên, những chia sẻ thường nhật như cùng ăn uống, làm việc, sinh hoạt dường như trở nên đặc biệt hơn rất nhiều. Dần dần, họ tìm thấy ở đối phương sự cảm thông và những xúc cảm trên mức tình bạn. Họ coi người kia là điểm tựa để tâm tình những nỗi buồn, những sự vất vả mà từng người phải đối mặt trong cuộc sống. Và tình yêu đến với họ một cách tự nhiên như những đợt tuyết rơi trắng xóa trên đỉnh núi hoang vu ấy. Vào thập niên 60, tình yêu đồng giới là một khái niệm rất đáng sợ và nguy hiểm. Hai nhân vật chính của chúng ta lại được xây dựng với hình tượng cowboy, hình tượng những người đàn ông cao bồi chân chính, phải sống đúng với những chuẩn mực của xã hội, của những quan điểm cố hữu đến mức trở nên định kiến, để rồi cuối cùng họ không được sống thật với đúng con người mình. Chúng ta có thể tặc lưỡi cho rằng câu chuyện trên núi chỉ là những giây phút nông nổi nhất thời của cảm xúc, vì ai cũng sẽ có những khoảnh khắc yếu lòng. Khi mùa xuân tới, công việc thời vụ chấm dứt, rồi mọi thứ sẽ về với quỹ đạo quen thuộc của nó. Cả Innis và Jack đều trở lại cuộc sống bình thường, kết hôn, sinh con, hoàn thành những nghĩa vụ và trách nhiệm của một người đàn ông mẫu mực như xã hội mong muốn. Thế nhưng dường như những ký ức trên ngọn núi mùa đông ấy vẫn chưa bao giờ thực sự chấm dứt trong lòng mỗi người. Trong video về The Notebook, nếu các bạn còn nhớ, tôi cũng chia sẻ với các bạn là tôi nghĩ rằng trong lòng mỗi người đều có một chiếc hộp quá khứ, nơi ta cất giấu những ký ức dễ bị tổn thương nhất mà ta không thể nào quên. Chỉ cần một sự việc, một hình ảnh hay một chi tiết nhỏ gợi nhắc, chiếc hộp ấy sẽ được mở ra và những câu chuyện đã qua hóa ra vẫn có thể say dứt đến như vậy. Innis và Jack có lẽ đều giấu chuyện tình sau núi ấy vào một chiếc hộp như thế, một nơi ta cất kỹ trong sâu thẳm, nhưng thực chất chỉ là ta không dám đối diện vì ta biết ta không thể phũ phàng lãng quên. Chiếc hộp của họ được mở vào 4 năm sau, khi Jack gửi cho Innis một tấm bưu thiếp và đến thăm người bạn cũ. Thời điểm ấy, cả họ và cả chúng ta đều hiểu rằng
họ chưa bao giờ quên người còn lại. Thời điểm ấy, cả họ và cả chúng ta đều hiểu rằng họ chưa bao giờ quên người còn lại. Tuy xa nhau bằng ấy thời gian, tuy cả hai đều đã bắt đầu một cuộc sống mới, thế nhưng trong lòng họ vẫn luôn nhung nhớ đối phương. Jack thậm chí bày tỏ ý định muốn sống với Ines, nhưng Ines không đủ can đảm. Anh nhớ tới câu chuyện mình chứng kiến lúc nhỏ, một người bị đánh đến chết vì bị nghi ngờ là người đồng tính. Xã hội ngày đó vô tình và tàn ác là vậy, sẽ là quá mạo hiểm để ta dám sống và theo đuổi tình yêu của mình. Hơn nữa, Ines cũng đã lập gia đình, không thể từ bỏ tất cả đi theo Jack được. Nhưng cảm xúc là thứ ta rất khó dối lòng. Nếu chôn kín cảm xúc cũ, có thể họ sẽ nhắm mắt sống cho hiện tại. Nhưng một khi họ đã gặp lại nhau, một khi chiếc hộp bí mật kia đã được mở, thật không dễ gì để bắt họ chia ly thêm lần nữa. Ines dần thờ ơ với gia đình hơn, dành thời gian cho Jack nhiều hơn qua những chuyến đi dã ngoại, đi câu cá trên núi. Vợ Ines là Alma cuối cùng cũng khám phá ra cô quyết định từ bỏ chồng, nhưng điều đó không có nghĩa là Jack và Ines có thể đến được với nhau. Mỗi người họ vẫn phải hoàn thành bổn phận và trách nhiệm của mình. Họ muốn có một cuộc sống bình thường nên họ không thể yêu một tình yêu bất thường. Mối quan hệ giữa họ không thể để ai khác biết đến. Nó mãi mãi và mãi mãi chỉ là những cuộc cắm trại trên núi mà thôi. Mỗi câu chuyện tình luôn có sức lan tỏa, đặc biệt khi nó không chỉ dừng lại là một câu chuyện tình. Bản thân bộ phim Brokeback Mountain cũng đem đến rất nhiều cảm hứng cho những người thực hiện. Đạo diễn Lý An đã từng có ý định nghỉ làm phim sau Hook năm 2003 vì cảm thấy quá mệt mỏi và mất niềm tin ở bản thân. Thế nhưng Brokeback Mountain đã đem tình yêu điện ảnh quay về với ông. Jake Gyllenhaal và Heath Ledger đã trở thành những người bạn thân thiết nhất. Ngay cả sau khi Heath đã qua đời thì Jake vẫn chia sẻ anh nhận được rất nhiều từ bạn của mình. Có lẽ chính sự gắn bó này khiến chemistry giữa họ trong phim rất tốt. Bạn sẽ thực sự tin rằng hai người đàn ông đó đang dành cho nhau cả trái tim. Bộ phim cũng là khởi đầu thật ngọt ngào cho mối tình giữa Hitch và Michelle Williams. Chuyện tình mà sau này Michelle có chia sẻ rằng vẫn tưởng tượng ngày có thể được về lại bên nhau. Bên cạnh hai nhân vật chính đầy sức hút, phim được xử lý cực kỳ tinh tế từ những chi tiết nhỏ, nên bạn không cần muốn xem một phim tình yêu đồng giới thì mới chọn phim. Chỉ cần bạn muốn được chìm trong một câu chuyện tình yêu đầy cảm động, tớ tin rằng bạn sẽ thực sự yêu từng thước phim của Brokeback Mountain. Vì tình yêu đâu phân biệt đúng sai, tình yêu chỉ là tình yêu thôi mà. Điều khiến cho bộ phim vượt qua được giới hạn của một bộ phim tình yêu lãng mạn thông thường là bởi những thông điệp sống đầy tích cực của nó. Với cá nhân tớ, phim khiến tớ suy nghĩ rất nhiều về hai khái niệm sống đúng và sống thật. Ai cũng muốn hướng đến điều đúng, nhưng liệu trái tim bạn có chấp nhận yêu một người cho đúng, chứ không phải do thật lòng bạn muốn vậy hay không? Dù Ines đã từng lảng tránh, từ chối và không đủ dũng khí để đến với Jack, nhưng trong sâu thẳm, Ines vẫn chỉ yêu một mình Jack mà thôi. Sau hơn 20 năm duy trì mối quan hệ dai dẳng ấy, vào một ngày, cách hôm gặp nhau gần nhất chỉ vài tháng, Ines nhận được tin Jack đã qua đời. Vợ Jack nói với Ines rằng chồng mình bị tai nạn, nhưng trong lòng Ines vẫn luôn bị ám ảnh bởi câu chuyện thuở bé. Anh đau đớn biết bao khi nghĩ rằng Jack đã bị giết vì là người đồng tính. Vợ Jack cũng nhấn mạnh với Ines rằng trong những giây phút cuối đời, Jack chỉ nói đến người bạn thân thiết và Jack không bao giờ quên những giây phút trên ngọn núi Brokeback, cả mùi vị của loại rượu mà anh đã uống ở đó. Ines lúc này chỉ thỉnh cầu một điều cuối, đó là giúp Jack thực hiện mong muốn được giải cho trên ngọn núi Brokeback, nơi trái tim Jack và con người Jack thật sự thuộc về. Ngọn núi Brokeback không chỉ là nơi kỷ niệm của hai người, mà còn là giới hạn sống hạn hẹp cho hai chàng trai tội nghiệp ấy. Họ không thể sống thật trong mọi khoảnh khắc. Họ chỉ được là mình khi về với nơi ấy, khi không có một ánh mắt nào dòm ngó họ và phán xét họ về cách họ yêu. Nhưng khi bước ra khỏi Brokeback, cả hai lại phải trở thành những chàng cao bồi bình thường, mẫu mực, sống đúng với bổn phận mà xã hội trao cho mình. Khi bạn sống đúng, bạn có thể thở phào nhẹ nhõm đi giữa đám đông và hòa nhập xã hội. Nhưng liệu bạn có thật sự hạnh phúc hay không khi ta chỉ sống có một lần và bạn phải quay lưng với con người thật của chính mình? Những cảnh cuối phim thật buồn bã và đầy ám ảnh. Khi ta thấy mất đi Jack, Ines mới khao khát sống thật đến thế nào. Khi tới nhà Jack, Ines nhìn thấy hai chiếc áo quen thuộc treo trong tủ, chính là áo mà họ đã mặc
vào ngày cuối cùng trên núi Brokeback. Ngày ấy, hai người đã đánh nhau và có máu chảy ra thấm trên hai chiếc áo. Innis cứ ngỡ chiếc áo bị bỏ quên trên núi, mà không hề biết Jack đã lặng lẽ cầm về và đã luôn để hai chiếc áo được gần nhau, điều mà hai người chủ của áo không làm được. Đây là một chi tiết nhỏ nhưng lại đầy day dứt. Việc Jack bí mật cầm áo về, lại luôn để lồng hai áo vào nhau một cách đầy trân trọng, cho thấy Jack yêu Innis nhiều đến thế nào và khát khao được bên nhau thường trực đến ra sao. Jack làm mình tự hỏi, mình đã yêu ai đó đến như vậy hay chưa? Và nếu yêu đến như vậy mà không được ở bên cạnh người ấy, thì mình sẽ buồn đến thế nào nhỉ? Thực lòng, Jack luôn là hình ảnh khiến mình đau lòng mỗi khi nghĩ đến. Thì thoảng trong chính những câu chuyện của bản thân, mình nhớ đến Jack với ánh mắt bi thương mà nhung nhớ đứng trước người mình thương. Với mình, đây là một trong những khoảnh khắc định nghĩa tình yêu trong điện ảnh. Ngọt ngào, đau đớn, cuồng si và ngây thơ đến dại khờ. Ở phần cuối phim là đoạn con gái của Innis đến mời bố dự đám cưới của mình, một cuộc hội thoại nhiều khoảng trống nhưng rất nhiều ý vị. Phim khép lại với cảnh Innis mở tủ quần áo, nhìn lại hai chiếc áo được treo trong cùng một móc. Áo của Innis phủ ra ngoài áo của Jack cùng với một tấm bưu thiếp ghi lại cảnh núi Brokeback. Đến lúc này, Innis mới hiểu được tình yêu của Jack lớn lên thế nào và tình yêu của chính bản thân anh say dứt đến ra sao. Một lần nữa, tình yêu của họ vẫn chỉ là bí mật trong tủ quần áo, vẫn chỉ là những gì riêng tư và thâm kín nhất như hai chiếc áo được lồng vào nhau. Vẫn là một câu chuyện mãi dở dang vì ta đã chọn sống đúng, chứ không phải là sống thật với con người mình. Đây là một trong những phim tình cảm khiến tớ khóc nhiều nhất. Khóc vì tiếc nuối và thương cho hai trái tim thực lòng yêu nhau. Khóc vì nghĩ tới những câu chuyện chia ly mà chính bản thân đã phải trải qua vì mình đã không cố gắng đủ nhiều. Thế nhưng, tớ không coi những giọt nước mắt này là vô nghĩa. Bạn có bao giờ nghĩ rằng những điều dang dở cũng có vẻ đẹp riêng? Những cuộc chia ly và cả những sự tan vỡ cũng đáng được trân trọng. Đó là điều khiến tớ say rất rất lâu mỗi lần nghĩ tới Brokeback Mountain, vì chính nỗi đau ấy khiến chuyện tình này trở nên vĩ đại và chạm tới trái tim của tất cả chúng ta. Họ đã yêu nhau bằng tất cả những gì họ có thể, dù cho nhiều khán giả nghĩ rằng Jack là người yêu nhiều hơn, nồng nhiệt hơn, cuồng si hơn. Nhưng tớ thấy chỉ là khác cách thể hiện thôi, chứ từ phía Innis, tình cảm đó cũng say đắm lắm. Cuộc đời này ngắn lắm các bạn ạ. Hãy ở cạnh người mà bạn yêu thật lòng. Hãy đủ can đảm để sống thật với tình yêu, và đừng để sau này bản thân phải hối hận. Và một điều nữa, trong tình yêu, đừng bao giờ lựa chọn là bí mật của một ai đó. Tớ tin rằng chúng ta đều xứng đáng được đối xử một cách công bằng và chân thành hơn là chỉ mãi ở trong bóng tối. Cảm ơn các bạn vì đã đồng hành cùng Sương Mai trong video này. Không biết là các bạn nghĩ thế nào về bộ phim? Đừng quên hãy để lại bình luận để chúng ta cùng trò chuyện thêm với nhau nhé. Và cũng hãy để lại bình luận về bộ phim mà các bạn mong muốn phê phim sẽ thực hiện trong clip tiếp theo của chuyên mục phê tình cảm nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn sớm gặp lại trên phê phim. Bye bye. He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.